Ủa, trời sáng rồi hả? Phong ơi, lấy gì tôi ăn đi, đói bụng quá à. Phong ơi, Phong ơi. Ủa, gì kỳ vậy ta? Mới sáng sớm mà ông lại ra ngoài rồi, lại còn đi một mình nữa chứ. Kiểu này là nguy hiểm lắm luôn á. Phải đi kiếm ông thôi. Ai, cái ông này thiệt tình ghê luôn á. Đi đâu nói tùy tiện, bây giờ bắt tôi đi kiếm nữa. Phiền thật sự luôn. Ê, ê, ê. Hả? Ủa? Hình như tiếng vừa rồi là tiếng của Sammy phải không ta? Ủa? Ôi, ơi, chết 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 chết, có chuyện gì xảy ra vậy? Sam ơi, Sam ơi, có chuyện gì vậy? Ủa? Ủa? Ôi Sam. Sam ơi. Ủa Sam ơi, bà bị sao vậy? Tôi mới bị té nè, ông thấy hả? Ủa Ai mà dạ. sao sao mà bị té? Ủa mà té ở chỗ nào? Nè, tôi đang leo từ xuống đây, tự nhiên té cái đột xuống đây luôn. Xui ghê luôn á. Ai trời ơi, khổ bà ghê luôn á. Tôi thấy bà ngủ ngon quá cho nên tôi không muốn kêu bà dậy. Tôi mới đi ra ngoài kiếm đồ một mình mà tự nhiên đi ra ngoài làm gì cho bị té vậy, mà sao tự nhiên ra ngoài vậy? Ủa mà từ tôi mới hỏi ông mới mới đúng chứ bộ. Ủa sáng sớm đi đâu vậy? Tôi hả? Thật ra là bởi vì á, là tôi thấy là trời bây giờ đang chuẩn bị chuyển vào mùa đông rồi, cho nên là tôi sợ rằng trời sẽ lạnh. Chính vì vậy cho nên tôi muốn đi ra ngoài để kiếm cho bà một cái bộ áo ấm để cho bà mặc vô cho nó ấm á mà. Ủa mà sao ông quan tâm tôi dữ vậy? Ừ thì nói chung bọn mình là bạn bè của nhau thì tất nhiên bọn mình phải quan tâm nhau thôi. Với lại á, tôi là zombie, tôi còn không có cảm giác, còn bà là con người thì tất nhiên là bà phải 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 biết lạnh là gì đúng không? Cho nên là tôi đi kiếm áo ấm cho bà mặc thôi. À, nhưng mà kiếm sáng giờ cũng chưa tìm được cái áo nào cả, xin lỗi nha. Không sao, không sao đâu. Trời ơi, có gì đâu mà tự nhiên quan tâm người ta, ngại chết à. Ủa nhưng mà khoan, sao tự nhiên mặt bà đỏ chót vậy? Ôi, bà bị sốt hả Sam? Sam ơi. Mặt tôi à? Đâu đâu có đâu, gì tào lao vậy, mặt tôi đâu có đỏ đâu. Ê, tôi thấy hai cái má của bà đỏ lên luôn kìa, hình như bà bị sốt hay sao á, Đâu, trời ơi. không có, đừng có nhìn tôi, không có gì hết. Ok. Thôi rồi, bây giờ để tôi cõng bà leo lên trên căn cứ nha. Ở dưới đây một tí nữa zombie đến là chết luôn á. Lên đó đi, tôi bôi thuốc cho. Đây 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 đây. Tôi biết rồi. Đây đây. Cái bà này làm ơn ngồi im giùm tôi cái, bôi thuốc mà cứ ngồi la làng hoài à. Bà phải ngồi im thì tôi mới bôi thuốc cho bà được. Bà mà không ngồi im nha, một tí nữa tôi không bôi thuốc được á là cái chân của bà nó sưng dù lên, là zombie đuổi bà không chạy được đâu á. Ngồi im. Biết rồi nhưng mà nó đau quá à, sức nhẹ nhẹ thôi. Bình tĩnh, bình tĩnh. Cái thuốc này tôi mới vừa kiếm được, hiệu quả lắm, yên tâm, yên tâm. Rồi ok, được rồi đó. Chắc là một tí nữa là nó cũng sẽ lành lại thôi. Thiệt khổ mà. Bà khoan, từ từ. Quên quên quên, sao Sam lại đây, lại đây. Đây, tôi Gì khoe cho bà coi này nè, ở chỗ này nè, thấy cái gì không? Ui, cái gì mà có laptop rồi gì ta, tivi vậy? Ủa không xem hoạt hình hả? Xem hoạt hình cái đầu bà. Đây á là một cái cỗ máy có thể giúp cho chúng ta biết được xung quanh đây còn có người sống sót hay không. Bởi vì á là mỗi con người ở trong thành phố này đều có một cái điện thoại hoặc là một cái radio có thể gọi là nói chuyện với nhau. Cho nên á cái máy này có thể dò được tín hiệu, hiểu không? Wow, trời ơi sao không hay dữ vậy? Ui. Tôi mà ơi, nhưng mà tôi cũng sắp hoàn thành xong rồi, nhưng mà từ hôm bữa đến giờ tôi vẫn chưa kiếm được ai hết trơn á. Tôi xem coi có kiếm được ai chưa. Sammy nè, có mỗi mình bà thôi à. Ủa, phải, từ từ, mèo Còn Simmy ai hả? không? Ôi, tôi thấy được có một cái tên tên là mèo Simmy nè. Ủa mèo Simmy là ai ta? Ủa từ từ, từ để tôi xem thử coi. Tôi kết nối thử coi, hình như là tôi thấy có ai tên là mèo Simmy nè. Alo alo. Alo. Cho tôi hỏi bên kia có phải con người không vậy? Hình 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 như là có giọng người nói. Sam ơi, Sam ơi. Tôi tôi nghe thấy á. tôi là con người nè. Alo alo. Bạn bạn còn sống sót trong thành phố zombie nè hả? Alo alo, bạn gì đây? Hả? Bạn là con người sao? Trời đất ơi, may quá. Bạn gì đâu, bạn có thể tới gọi là thành phố khu xe cứu tôi được không? Tôi bị zombie gọi là bao vây tôi rồi, cứu tôi với. Cái gì? Zombie bao vây hả? Thành phố khu C. Bây Ơi. giờ bây giờ nha, như thế này nha, bạn hãy mau đi kiếm một cái chỗ nào đó an toàn để ẩn nấp đi. Tôi với lại là bạn của tôi sẽ đến đó để giải cứu bạn ngay, hiểu không? Tôi hiểu thôi. Ơi, nhanh lên cứu tôi nha, zombie sắp ăn thịt tôi rồi. Rồi rồi rồi, ok, đợi một tí, đợi một tí. Ôi trời ơi, không ngờ là ở trong thành phố này mình tưởng rằng chỉ còn có mỗi một mình và Sammy thôi, ai dè đâu vẫn còn một cái người nữa sống sót hả? Ồ, hơi chết. Nhưng mà người đó bảo là người đó đang bị zombie tấn công Sammy. Bây giờ bọn mình có nên đi đi cứu cái người đó không Sam? Nhưng là có rồi, đó là con người mà, mình phải giúp người ta chứ.
Nhưng mà tôi nghe nói là khu phố C là nhiều zombie lắm luôn á. Nhưng mà bây giờ mình gặp người hoạn nạn mà phải cứu, không thể nào để vậy được. Rồi, ok, được rồi. Để tôi chuẩn bị vũ khí. Ok. Ừ. Một con zombie, hai con zombie, ba con zombie. Trời ơi, một nùi zombie luôn. Trời ơi, Sammy ơi, chỗ này không phải ít zombie đâu nha Sam. Trời ơi, đông quá trời quá đất luôn nè. Trời ơi, đúng là lúc mà nắng lên là zombie tập hợp quá trời đất luôn á. Tôi phiền quá. Hình như là bọn zombie này bắt đầu bọn chúng đã tiến hóa. Bọn chúng không còn sợ ánh nắng nữa. Bây giờ bọn chúng đông quá trời đông luôn. Mà không hiểu tại sao các bạn nữ kia lại bị kẹt ở trong cái khu phố gì đâu mà quá trời zombie như thế này luôn á. Bây giờ mà không cứu các bạn nữ kia thì chắc chắn bạn ấy sẽ bị zombie cắn chứ mà coi. Mà khoan, từ để tôi xíu, để tôi gọi radio cho bạn ấy thử. Alo. Tôi hỏi coi. Alo, bạn nữ gì đó ơi, bạn có nghe tôi nói vậy? Bạn gì đó ơi? Alo. Cứu tôi với, zombie đang gọi là săn bắt tôi nè, cứu tôi với. Bạn bình tĩnh. Bọn tôi đã đến khu phố C rồi đây, nhưng mà bây giờ chỗ này zombie đang rất là đông. Bây giờ bạn hãy cố gắng gọi là kiếm chỗ nào đó trốn đi, núp ở đâu đó chờ bọn tôi, để bọn tôi tới. Hiểu không? Tôi biết rồi, nhớ tới đây nhanh nha. Ok, yên tâm. Trời ơi, Sammy ơi, bây giờ không còn cách nào khác đâu. Chúng ta đành phải tấn công bọn zombie này thôi. Phải tiêu diệt bọn chúng thì mới cứu được các bạn nữ kia. Hiểu không? Hiểu rồi. Được rồi. Bây giờ như thế này đi. Tôi sẽ tấn công bên cánh phải, còn Sammy là bên cánh trái nha. Ok, chuẩn bị chưa? Nhất trí. Chuẩn bị. Tấn công. Ôi. Tấn công. Trời ơi, cẩn thận nha Sammy, cẩn thận nha. Trời ơi, bọn chúng đông lắm á. Trời ơi, tôi dùng cái cây đèo này tôi chém bằng nó lâu quá trời quá đất luôn. Ê, đau quá. Con. Yên tâm đi, tôi là zombie cho nên bây giờ bọn nó cứ cắn tôi nữa thì tôi cũng không bị biến thành zombie đâu. Có điều là Sammy phải cẩn thận á, đừng để cho bọn nó cắn nha. Hết đạn mất tiêu rồi, giờ sao đây Phong con? Kiểm tra trong ba lô coi còn mang đạn không? Đau quá, trời ơi, mấy con zombie này đông quá. Nhanh lên Sam ơi, nhanh lên. Trời ơi, tôi có nè rồi, tôi đang có nè. Bà có nạp đạn được chứ vậy Sammy, sao mà lâu quá vậy? Rồi, bây giờ tôi nạp đạn nè, từ đây. Rồi. Trời ơi, chậm chạp quá, bọn zombie tấn công tới nơi từ nãy giờ, tôi phải đỡ zombie cho bà có biết không? Trời ơi, đậu quá. Bây giờ như thế này nha. Bên đây đi, bà bên cánh trái, tôi bên cánh phải. Bên này hai bên đều có zombie nè. Để tôi. Ây, trời ơi, con zombie y tá nè, kinh khủng thiệt luôn á trời. Y tá mà cũng phải thành zombie nữa. Ok, một con, hai con zombie nè. Ôi, ba con zombie. Ông ơi, xong chưa? Chưa. Phụ cho. Bên chỗ tôi đông lắm, qua đây phụ tôi với. Rồi, đây tôi phụ. Ui. Trời ơi, cũng may là bọn tôi biến thành zombie rồi á, cho nên là bọn nó đánh tôi không được á. Ok. Ui. Bên này con nè Sam. Bên này nè. Để tôi. Đó. Ui, zombie chúng tôi. Quá trời zombie luôn. Zombie chúng tôi. Trời ơi. Cái khu phố gì đâu mà zombie quá trời quá đất luôn, kiểu này làm sao mà có thể gọi là cứu được bạn nữ kia đây. Zombie nè, bà phải kiểm tra đạn trước khi bà đánh nhau với zombie chứ. Sao mà mỗi lần đánh nhau với zombie là bà hết đạn vậy bà nội? Tôi bắn hết rồi. Rồi xong rồi, xong chưa? Chưa biết nữa, qua bên đây xem thử nè. Ui trời ơi, vẫn còn nha Sam nha, không phải hết đâu nha. Nè, có mấy con zombie bên đây nữa nè. Nhiều dữ vậy. Mấy con zombie này mạnh quá à. Nó không sợ trời nắng nó mới hay chứ. Bà đứng từ xa thì bà bắn từ xa phụ tôi với. Bà đứng bà nói nhiều quá vậy. Đây, tôi đang làm nè. Rồi sắp xong rồi, còn hai con cuối đó. Hai ba con cuối đó. Tôi không nghĩ còn hai ba con cuối đâu. Cái khu phố C này á là lâu lắm rồi tôi chưa qua, cho nên tôi nghĩ rằng bọn nó vẫn còn rất nhiều bên đây á, chứ không phải ít đâu nha. Trời, từ nãy giờ tôi bị cắn quá trời luôn, mà cũng may là tôi là zombie cho nên tôi không bị biến thành zombie nữa. Trời ơi, mấy con zombie làm hao đạn tôi quá Trời, con zombie này, có con zombie đó, nó đang mặc cao mà trong siêu thị mà lần trước tôi thấy thích quá trời mà tôi không có tiền mua nè. Đâu ta? Hay vậy? Ở bên cây xăng nè. Alo. Alo, bạn nữ gì ơi, bạn có nghe tôi nói không? Alo. Alo, tôi nghe nè. Bạn đang ở đâu vậy? Tôi đã đánh nhau với bọn zombie trong khu phố C rồi mà tôi không thấy bạn đâu hết trơn á, bạn đâu rồi? Bạn thấy chỗ nào mà con zombie bu nhiều là tôi đang ở đây á. Trời ơi, chỗ nào cũng nhiều zombie hết bạn ơi, từ nãy giờ tôi không thấy chỗ nào là zombie luôn á. Bên này nè, Sam ơi. Con này mặc đồ giống ông vậy? Tấn công rồi. Mọi người ơi, cứu tôi với. Đợi một tí, tôi đang cố gắng đây. Zombie Sammy ơi, bà đứng đằng sau lưng, bà yểm trợ tôi nha. Còn tôi, để tôi tấn công từ phía trước cho. Tại vì tôi bị zombie rồi, cho nên tôi không sợ bị zombie cắn nữa. Ui, okay. Như bạn kia kìa. Đâu? Ui,
con dơ bé ra. Từ 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 để xíu, con dơ bé đánh tôi nè. Ây ây ây. Trời ơi, sao ông đánh gà vậy? Để tôi giúp cho. Ôi ôi kìa kìa, hình như cái bạn nữ kia đúng không? Thấy rồi, thấy rồi, thấy rồi. Lại nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Trời kìa. Ủa, ai, trời ơi, có phải là từ từ hãy nói chuyện. Bây giờ phải xử hết bọn zombie này đã bạn ơi. Ok, cứu tôi với. Zombie nè. Cố lên, cố lên, cố lên. Sam mi bắn phụ tôi với mà nó cắn tôi đau quá. Ây da. Trời ơi, mệt quá. Trời ơi, mệt quá. Mệt quá. Tính ra là lâu lắm rồi á. Tôi mới đánh nhau với nhiều zombie đến như vậy luôn á. Thiệt khổ mà. Từ lúc mà tôi bị biến thành zombie, đây là lần đầu tiên mà tôi phải đánh nhau với zombie á. Mệt quá. Thật luôn hả? Đúng rồi. Ủa, mà các bạn nữ kia đâu rồi? Zombie đi hết chưa? Dạ tôi sợ quá. Các bạn gì đó ơi, bạn yên tâm đi. Bọn zombie bị tiêu diệt hết rồi. Bây giờ bạn xuống đây đi, nhanh lên. Đúng rồi. Biến mất hết luôn nè. Wow, cảm ơn hai người nha. Nếu không có hai người chắc tôi bị zombie ăn thịt mất tiêu rồi. Sợ quá. Yên tâm đi mà. Có bọn tôi ở đây, bạn yên tâm đi, không sao đâu. May mắn quá. Ủa? Sao, mọi thứ sẽ ổn mà. Ủa mà khoan. Cậu da màu xanh. Hả? Cái đầu bị vỡ. Cậu cũng là zombie sao? À, zombie. Ê. Bạn gì đây? Bình tĩnh bạn ơi, bình tĩnh. Đây, đừng có tới gần tôi. Tôi bắn cậu á. Rốt cuộc hai người là gì vậy hả? Trời ơi, bạn ơi, bạn bình tĩnh đi. Tính ra là tôi đến đây cứu bạn mà. Tôi có đến đây để ăn thịt bạn đâu mà bạn sợ. Tôi là zombie. Nhưng mà tôi có ý thức của một con người. Bạn yên tâm, tôi sẽ không làm hại bạn đâu. Nói chung á là chuyện dài lắm. Bây giờ đứng ở đây kể không có tiện đâu. Bây giờ bạn hãy cùng với tôi với lại Sammy về căn cứ đi. Rồi có gì tôi sẽ giải thích cho bạn hiểu, hiểu không? Chứ ở đây một hồi zombie nó kéo đến là xong luôn á. Về căn cứ? Tức đúng là rồi. Có nhà sao? Có, trời ơi, yên tâm đi. Tôi mà muốn ăn thịt bạn á là hồi nãy tôi để cho mấy con zombie ăn thịt bạn luôn rồi. Chứ tôi cứu bạn làm gì, đúng không? Bây giờ bạn đúng yên rồi. Tâm. Còn nếu bạn sợ tôi quá thì tôi ở xa luôn nè. Đó, bây giờ bạn đi theo tôi, đi lên. Tôi cảm ơn nha. Trời mắt đất ơi, nhìn gian dễ sợ luôn, ai cũng tưởng là zombie hết á. Ủa thì tính ra tôi là zombie mà, cho nên ta sợ tôi đúng rồi. Nhưng mà nói chung về nhà tôi sẽ giải thích cho bạn hiểu. Rồi bây giờ phải về lại căn cứ thôi, không thôi bọn zombie tấn công là xong luôn á. Nhanh lên. Ôi trời nắng lên rồi, phải về vội thôi Phong ơi. Bên này nè, đây, ở chỗ này chính là chỗ vào căn cứ của bọn tôi nè, nhanh lên. Rồi. Đây rồi. Bây giờ mình phải leo trên đây nè bạn ơi. Leo đây. Tự nhiên hôm nay chúng ta lại có được thêm một người bạn mới nữa. Cái bộ gọi là kỳ này là bọn mình có thêm đồng minh rồi Sammy ơi. Ôi vui quá à. Vậy là tôi có một người bạn mới rồi. Ok. Chỗ này cao quá ta. Mày yên tâm đi, chỗ cao như thế này thì bọn zombie mới không nghe được mùi của chúng ta, lúc đó mới an toàn, bạn hiểu không? Ok, vô đây. Đây. Xin giới thiệu với bạn, đây chính là căn cứ của bọn tôi á. Mặc dù là ở chỗ này nó hơi hoang tàn xíu nhưng mà rất là an toàn luôn, bạn yên tâm nha. Bà có chắc không, giờ mà thấy chỗ này nhìn ghê quá à. Yên tâm đi. Cái chỗ này á, tính ra là nhìn nó như thế thôi nhưng mà rất là an toàn luôn. Bởi vì nó ở trên cao, mà bọn zombie á thì bọn nó lại không có thể nghe được mùi của chúng ta khi mà chúng ta ở trên cao đâu, bạn yên tâm. thì ra là vậy. Tôi quên giới thiệu mọi người. Xin chào mọi người, mình tên là Simi. Thì mình đang bị thất lạc nên mình mong mọi người giúp đỡ mình. Hả? Simi hả? Ui, tính ra tên của bạn nghe cũng giống như là Sammy vậy đó. Simi. Tôi tên là Sam nè, chào cậu nha. Cậu tên là Sammy hả? Tính ra tên là tụi mình gần con giống nhau luôn á. Mấy bạn có thể quan tâm tôi xíu được không? xin lỗi. Nhưng mà khoan, lần đầu tiên tôi thấy một gọi là con zombie biết nói chuyện luôn á. Hay quá nữa. Là một zombie đột biến. Tính ra từ nãy giờ tôi cũng quên giải thích cho cậu. Thật ra chuyện là như thế này nè. Tôi á là một con zombie. Nhưng mà do là tôi uống được thuốc hồi máu. Chính xác là tôi ngửi được thuốc hồi máu. Cho nên á là tôi đã lấy lại được ý thức của một con người. Và bây giờ tôi đang trên đường để tìm kiếm thuốc hồi máu. Tôi đang rất là mong muốn rằng là khi mà tôi uống thuốc hồi máu vô thì tôi có thể biến thành con người bình thường. Cho nên á, mặc dù là bên ngoài của tôi là một con zombie nhưng ý thức của tôi là một con người. Cho nên bạn yên tâm nha. Trời, nghe ngầu dữ vậy. Zombie
À, uống thuốc gọi là hồi máu trở thành gọi là con người sao? Ngay là dữ ta. Tôi không biết rằng là uống thuốc hồi máu có biến thành người được hay không, nhưng mà hiện tại thì tôi chỉ mới ngửi được thuốc hồi máu thôi mà tôi đã có thể gọi là có được ý thức của con người rồi. Cho nên là tôi còn chưa biết rằng có biến thành người được hay không nữa. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là nếu như chúng ta kết hợp lại với nhau thì tôi có thể hỗ trợ cho các bạn gọi là chiến đấu với zombie. Đó, hiểu không? Ủa, vậy là hai cậu nhận tớ làm đồng đội sao? Tính ra là ở chỗ này bây giờ chỉ có ba người chúng ta là còn sống sót thôi thì tất nhiên chúng ta phải là đồng đội rồi. Wow, vui quá à. Trời đất ơi, cuối cùng tớ cũng gặp được những người bạn rồi. Tớ đã bị lạc đây gần một tháng trời, tớ nghĩ tớ sẽ bị lũ zombie ăn thịt tớ mất. Đáng sợ quá. Tớ có một ý kiến đây nè, bây giờ ba tụi mình lập ra một cái team gì đó đi, được không? Team á? Hay mà. Nhưng mà bây giờ bọn mình lập ra team thì hiện tại bọn mình là một team rồi nè. Nhưng mà team bọn mình sẽ tên là gì? Đó, tôi đang suy nghĩ nè. Không lẽ là team đi tiêu diệt zombie? Trời ơi, cái tên nghe nó xấu quá à. Hả? Tôi thấy hay mà. Ủa, rồi cậu nghĩ thử coi. À mà khoan đã, tôi quên mất, để tôi giới thiệu với Simmy. Đây, xin giới thiệu với Sim. Ở chỗ này á, tôi có một chú chó. Đó, chú chó này á là một chú chó mà bọn tôi cứu được trong lúc mà đi chiến đấu với bọn zombie và kiếm đồ ăn á. Thì bọn tôi kiếm được chú chó này nhưng mà còn chưa biết đặt tên cho chú chó này là gì nữa. Cho nên là bây giờ sẵn có Sim ở đây, Sim có biết cái tên nào hay đặt cho chú chó này không? Bé cúng là gì dễ thương quá, để tôi coi. À, hay là bây giờ mình đặt bé cúng là tên bé mưa đi được không? Bé mưa hả? Bé mưa á. Mưa hả? Ồ, cũng hợp lý á. Tính ra là lúc mà tôi kiếm được cái bé cuốn đây nè là lúc đó là trời cũng đang mưa luôn á, đúng không Sam? Ha, ông nói tôi mới nhớ, hợp lý á. Ok, vậy chúng ta sẽ gọi là bé cuốn này sẽ tên là bé mưa. Đúng rồi, vậy thì bây giờ bé cuốn này sẽ có tên là bé mưa nha. Vậy là con có tên rồi nha. Trời mưa luôn nè. Quá là gì đâu ông trời, nghe là chúng ta nói đó, nghe hợp lý quá trời luôn nè. Đúng rồi. Mưa luôn. Ok, nhưng mà khoan, bây giờ bọn mình đã có 3 người rồi. Bọn mình không thể nào sống ở trong một cái chỗ mà nó chật hẹp như thế này được. Tôi nghĩ rằng bây giờ bọn mình hãy cùng nhau gọi là bắt tay, cùng nhau xây dựng lại cái căn cứ này cho nó thật là đẹp hơn để sống cùng nhau. Mọi người thấy sao? Tán thành. À mà quên nữa, ở chỗ này tôi có một cái rương đồ nè, Sim lại đây. Ở chỗ này có rất là nhiều thức ăn nè, Sim có đói bụng chưa? Nè, có thức ăn. Đây có nhiều đồ ăn quá à. Wow, cảm ơn cậu nha Phong cậu. Ủa, tôi còn đói nè. Ông không quan tâm đến tôi hả? Ủa trời, Simmy là người mới thì bây giờ mình phải nhường cho Simmy cái số thịt này cho Simmy ăn thôi chứ có gì đâu. Vậy mà Sammy cũng ganh tị nữa. Thôi, trước khi ăn á thì bây giờ chúng ta cùng nhau sửa sang lại cả nhà trước đi ha. Đây đây, ở chỗ này tôi có mấy cây rìu với lại cúp đồ nè. Chúng ta hãy cùng nhau gọi là xây dựng lại căn cứ đi. Đây này nè, cúp nè. Đó. Ok. Đây, để tôi dụ ít. Rồi ok. Bây giờ tôi nghĩ rằng trước tiên á thì Sim với lại Sam phụ tôi chặt hết mấy cái cây này giúp tôi đi. Còn ở bên này để tôi đập cái cục này ra. Ok. Việc này để tôi. Để mình gọi là nới rộng cái căn cứ chúng ta ra. Ok. Được rồi. Bây giờ chúng ta cùng nhau xây dựng căn cứ thôi nào. Let's go. Hey, cũng may là bây giờ chúng ta đang có 3 người á thì mình nghĩ rằng là hey, cái gì vậy? Ui. Ơi. Sim ơi, bạn đang làm cái gì vậy? Thì tôi đang dùng súng phun lửa để dọn lá cho nhanh hơn mà, đúng không? Ủa trời, bạn ở đâu ra cái cây súng phun lửa vậy? Ê, đừng. Trời ơi, bọn mình đang ở trong căn cứ này có nhiều cây cối lắm. Bạn mà phun lửa vậy lỡ đâu cháy căn cứ rồi sao? Sao mà hậu đậu quá vậy hả? Mình xin lỗi nha. Ủa mình đâu biết đâu. Ủa mà khoan, ở đâu ra bạn có cây súng phun lửa vậy? Đúng rồi đó, mình ngấu à. Thật ra trong người mình có nhiều vũ khí lắm, không chỉ là cái súng phun lửa đâu, còn có cái này và cái này nữa nè. Trời ơi, cái gì mà sao mà bạn có nhiều vũ khí quá mà sao hồi nãy bạn không sử dụng mấy cái này, bạn đánh nhau với zombie mà bạn phải cầu cứu của mình làm gì? Tính ra bạn còn nhiều vũ khí hơn bọn mình luôn á. Thì hai cậu cũng biết mà, tớ là con gái á, nên tớ cũng ngại sử dụng vũ khí lắm. Với lại hồi nãy á, một chục con zombie chạy tới tớ sợ quá trời luôn, nên tớ chỉ biết bỏ chạy thôi à. Nên tớ quên mất mình có súng luôn á. Trời ơi, cái gì đâu mà hậu đậu như vậy. Ê Sam, tính ra tôi tưởng rằng là bà là người hậu đậu nhất rồi, ai dè có người còn hậu đậu hơn bà luôn á Sam. Tưởng nói tôi vô hậu đậu. Thôi được rồi. Ơi nhưng mà bây giờ á Sim à, bạn có vũ khí gì ở đâu bạn cho mình xem coi. Biết đâu rằng là mấy cái vũ khí này á chúng ta có thể tái tạo nó lại để gọi là sử dụng rồi sao, đâu cho mình xem thử xem.
À, cũng được, tao có nhiều lắm á, cậu cứ lấy hết đi, đừng có ngại nha. Ok ok. Trời ơi, gì mà nhiều dữ vậy? Cái gì mà toàn gì mà biết nặng không à? Cái gì mà quá trời vũ khí vậy, đâu để mình xem thử coi. Trời ơi, gì mà tùm lum vũ khí hàng nặng lắm vậy? Nào là ui súng lục nè. Ui trời ơi. Wow. Wow, cây súng này mà bắn zombie là hơi bị đã luôn á nha. Còn ở đây còn có súng ngắm nữa nè. Ui. Hợp lý quá ta. Tôi được nè, cái cây này tôi hay dùng được á. Ơi ơi không nha, tôi là rất là hay bắn súng ngắm. Tôi nghĩ là cây này nên thuộc cho tôi Sammy à. Để tôi xem cái coi. Ui. Wow, súng 6 đồng nè. Ui cái này ngầu phết. Ui. Trời ơi, cây này đúng ngầu luôn á. Ủa mà Sim, sao mà trong người bà nhiều vũ khí quá vậy? Tôi chỉ gọi là vô tình là lấy được thôi à. Trời ơi, vô tình mà lấy được nhiêu ra vũ khí luôn hả? Gì ghê quá vậy? Ơi Sam ơi, tôi nghĩ cây này hợp với bà nè Sam. Cây này nhìn ngầu nè, hợp với tôi cầm thử cho ông xem coi ngầu không ha. Đây. Ok. Hợp với cậu lắm luôn á Sam ơi. Nhìn cũng có vẻ ngầu đấy. Ủa mà khoan, còn cái này là cái gì đây? Ủa? Này cái gì vậy? Cái này là bom á. Bơm hả? Ôi trời. Trời đất ơi. Oh my god. Trời ơi, tôi không biết, tôi xin lỗi. Trời, cái này tôi không biết thiệt nha. Trời ơi, bơm luôn hả? Nguy hiểm vậy. Đậu quá à. Ôi, tôi đâu có biết đâu, tôi tưởng cái này là cái gì bình thường lắm, ai về đâu nó là bơm hả? Ok. Đôi lúc có người còn gọi là khờ hơn tôi nha. Thì tôi biết hành zombie cho nên là cái não của tôi nó không suy nghĩ được là thông minh như người bình thường, ok được chưa? Ủa còn cái này là cái gì đây? Hình như cái này là súng bắn lụ đúng không ta? Thử coi. Đúng rồi. Tính ra là cây súng này hợp lý phết đó Sammy ơi. Chúng ta có thể sử dụng cây súng này để bắn nhau với zombie được nè. Hợp lý. Nhiều vũ khí xịn quá ta. Ủa rồi còn cái này là cái gì đây? Wow. Ôi Sam ơi, nhìn tôi nè, tôi cầm lần hai cái súng luôn nè Sam ơi. Ôi nhìn cậu lên nhìn ngầu thật sự luôn á. Đâu đây tôi thử coi. Ui, tôi bắn được hai tay luôn nè, ghê không. Ôi hay quá trời luôn, quá là ngầu luôn. Kiểu này là mấy con zombie à chết với tôi. Trời ơi, quá trời độ xịn luôn nha. Ở chỗ này còn có cả thêm AK nữa nè. Thôi cái AK tôi nghĩ là nó hợp với Sim nè. Sim sử dụng AK nha. Thế á, ok tôi sử dụng AK nha. Ê mà khoan, sao bạn kêu bạn không biết dùng súng mà? Tôi chỉ bắn tào lao thôi, ai ngủ làm được nè. Quá hay quá à. Sao mà hồi nãy vậy ta? Ê Sam, sao hồi nãy kêu là không biết dùng súng mà bây giờ cầm súng bắn ông đùng vậy? Chắc là cái bạn này bạn ấy giả vờ á Sam ơi. Đúng rồi, chắc là kiểu con gái dịu dàng thích tha ấy, muốn kiểu dễ thương ấy. Đúng rồi, giả vờ dễ thương á, làm sao dễ thương giống như Sam được. Nghĩ sao bây giờ đúng vậy? Giả vờ tôi nói thật mà, với lại tôi là con gái tôi cũng sợ zombie chứ bộ. thôi được rồi tôi giỡn đó. Thôi tính ra là tự nhiên không gặp được Simmy, xong Simmy cho chúng ta một đống vũ khí luôn, hợp lý phết. Thôi được rồi, bây giờ tranh thủ trời chưa tối nè, chúng ta hãy xây dựng lại căn cứ đi. Rồi một tí nữa chúng ta sẽ tập hợp lại đây nha, ok? Rồi, nhất chắc đi. Rồi, ok. Ok, cuối cùng thì cũng đã xây dựng lại xong được căn cứ rồi mấy bạn ơi. Trời ơi. Tính ra nhìn cũng đẹp phết chứ bộ, bọn mình xây dựng như thế này coi bộ cũng khá là ổn rồi đấy. Nhìn khá là đẹp. Nhìn đẹp quá à. Nhưng mà bây giờ tôi nghĩ á là chúng ta cần phải có thêm vài cái giường ngủ nữa. Tại vì ở đây á, ở trên cao, buổi tối á thì sẽ rất là rét luôn. Cho nên là mình nghĩ rằng là phải đi kiếm giường ngủ thôi các bạn ơi. Đúng á, hợp lý á. Mà bây giờ muốn kiếm giường ngủ á thì cần phải đi kiếm cù. Thì bây giờ tranh thủ đang lúc trời sáng thế này nè. Thôi thì bây giờ chúng ta cùng nhau đi kiếm mấy con cù để chúng ta làm giường ngủ đi. Sẵn rồi có gì gặp được zombie á thì cho Simmy gọi là tập luyện bắn súng luôn. Được không? Cũng đúng á. Hả? Tôi phải bắn zombie hả? Sợ hả? Tôi nè, không dám đâu. Tôi nói cho cậu nghe nè, sống trong cái thành phố zombie này á, nếu như cậu không biết tự bảo vệ cho bản thân mình á thì sẽ không ai có thể bảo vệ cho cậu được đâu, hiểu không? Được rồi, tôi sẽ cố gắng và ai bà mới bắn bởi kính kìa, trời là trời. Nè, xin lỗi. Cầm súng đừng có mà dơ qua dơ lại bắn lung tung như thế, súng rất là nguy hiểm, hiểu không? Tôi biết rồi, tôi sẽ cố gắng. Đậu quá à. Ok thôi rồi, bây giờ chúng ta cùng nhau đi kiếm gọi là cù để làm giường đi nào. Sẵn có gì kiếm thêm một ít gọi là vật phẩm gì đó để trang trí nhà thì càng tốt. Đi thôi. Đi thôi, cẩn thận mọi người.
Thấy rồi nha, một con zombie, hợp lý hợp lý. Một con thì chắc có vẻ là không nguy hiểm lắm đâu. Được rồi Simmy, bây giờ nè, ở chỗ này có một con zombie nè, tôi thấy cũng sẽ không nguy hiểm lắm đâu. Cậu hãy thử ra ngoài kia, test thử khả năng sử dụng súng của bản thân mình đi. Hả? Tức là tôi là bị bắn con zombie đấy hả? Đúng rồi, bạn phải vượt lên chính bản thân mình. Chiến đấu với zombie thử đi. Lỡ tôi bắn lên súng, con zombie nó chạy tới đây sao? Rồi áp phải tụi mình, tôi đỡ được, tôi sợ lắm. Yên tâm đi, ở chỗ này chỉ có một con thôi, không có nhiều lắm đâu. Với lại á là bọn zombie trong thành phố này, bọn nó sẽ không nghe được tiếng súng đâu. Bọn nó chỉ có thể đánh hơi được mùi chúng ta thôi, hiểu không? Đó. Đúng rồi đó. Được rồi, tôi sẽ cố gắng, cảm ơn hai người nha. Tôi sẽ tiến lên. Cố gắng lên. Ok. Ê Phong. Hả? Ông đoán xem là Simmy bắn được con zombie đầu kia không? Tôi có không biết nữa, nhưng mà tôi nghĩ là một con thì chắc là sẽ bắn được á. Tại vì là nếu như mà ai mà không bắn được một con zombie nữa thì chắc chắn là sẽ không sống sót nổi trong thành phố này đâu. Tôi không nghĩ là Simmy ngốc như vậy đâu, yên tâm đi. Cố gắng lên Sim. Không muốn các bạn lời nói không để... con zombie này không được bắn Simmy. Tránh ra Simmy. Hey. Ui trời ơi, may quá. Trời đất ơi, sợ ơi. Người gì đâu mà hậu đậu quá vậy trời, có mỗi một con zombie thôi. Ủa mà cậu bắn cũng hụt nữa là sao vậy? Hồi nãy con zombie nó đẩy tôi sợ lắm. Ai trời ơi. Kiểu này á, tôi không biết là tôi đã kiếm được đồng đội hay là tôi tự rước gánh nặng vào bản thân mình ở đây. Tôi nghĩ là chúng ta nên có một khóa dạy Simmy cách bắn zombie chứ, kiểu này tôi nghĩ là bỏ tay. Ok. Thôi, nói chung là bây giờ công việc đầu tiên là phải kiếm cù để đem về làm giường trước đã đi. Còn Simmy thì chắc tôi nghĩ rằng là phải để sau rồi, chứ bây giờ mà để cho bà đánh nhau với zombie thì chắc là mấy con zombie nó mà biết cười chứ nó cũng cười vô mặt Sim luôn á, sao mà. Công nhận. Thôi đi. Thiệt luôn á, gớm khổ. Tính ra tôi là zombie mà tôi còn bắn hay hơn bà luôn á Sim. Ê, qua đây. Bên này nè, có trời nè. Ôi trời ơi, may quá. Tính ra ở trong thành phố vậy mà cũng có động vật nữa ha. Thôi được rồi, bây giờ á, chúng ta hãy cùng nhau lấy dây thừng á, trói mấy con vật này đem về nhà đi. Tôi nghĩ rằng á, là bây giờ chúng ta đem bọn nó về nhà nuôi thì chúng ta có thể có được lương thực, thực phẩm để có thể sử dụng trong thời gian dài á. Nhìn là tôi thấy khóa ra nhà. Thịt bò. Ok. Này bé cừu đó. Đây, một bé cừu nè. Đây, để tôi. Rồi, chói bọn nó lại. Rồi, ok. Tôi nghĩ rằng là hai con cừu với hai con bò cũng là đủ rồi đó. Bây giờ về nhà thôi, nhanh lên. Đi thôi. Hai người đi ở đằng sau nha. Để tôi lên phía trước, tôi coi có zombie hay không thì tôi còn báo cho hai người biết để tôi yểm trợ nha. Ok. Ok. Ê, trời ơi, ngày hôm nay quả là một ngày mệt mỏi đi mà. Tính ra hồi sáng nay á, chúng ta phải đánh nhau với một đống zombie luôn. Tôi vẫn còn mỏi người quá trời quá đất nè. Thầy khổ ghê á. Ôi cũng vậy chứ bộ. Thầy chắc mình đâu nào. Tôi cũng vậy á nha. Trời đất ơi, sợ quá à. Ê, tính ra bọn tôi là người cứu bà luôn á. Chứ bà có đánh nhau với con zombie nào đâu. Thì tôi cũng có gọi là cầm súng, tôi cũng bắn đùng chứ bộ. Bắn mà bắn tàn bắn hụt không à. Thôi, nói chung á là hôm nay á là một ngày rất là đặc biệt, bởi vì chúng ta đã có thêm một người bạn mới, đó chính là Simmy. Hy vọng rằng là tương lai chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng để vượt qua cái đại dịch zombie này nha mọi người. Cùng cố gắng nhé. Chúng ta sẽ cùng cố gắng. Cố lên. Cố lên. Hello team.